Cá này mấy một ký chị? Mấy một lạng? Được chưa? Ok. Còn có ăn không? Bác cho mua một cái. Đi chơi về lại làm một nồi lẩu cá lăng. Đó, nồi lẩu cá lăng om chuối. Chú Sơn hôm nay thấy bừa phở rồi nha. Tóc này, ui trời ơi. Tóc bay trong gió kìa. Sau 5 ngày ăn nhậu không biết lối về. Tóc có vẻ như là đã bay trong gió rồi. Thấy thế nào chú Sơn ơi? Được không? Sinh tồn, làm những cái video sinh tồn ở đây thì tuyệt vời nhỉ. Chú Sơn lại bay. Oh. Wow. Xe tắm nước. Ấy. Xe tắm nước mọi người ơi. Xe tắm nước này. Hôm nay anh em mình lại đi hồ này, hồ gì anh? Hồ Khe Tân. Hồ Khe Tân hả? Ok, anh em lại đi hồ xe Khe Tân. Hôm nay của Hiếu lại đi chơi các bạn ạ. Được anh em, mấy anh em người địa phương ở đây là dẫn đi hồ Khe Tân ở Đại Chánh nhá. Đại Chánh Quảng Nam. Đại Chánh Đại Lộc Quảng Nam. Ở xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Sau khi buổi sáng thì tham gia cái lễ hội của một dòng tộc họ Ngô Văn, lễ đầu năm ấy, thì rất là vui, thì chiều nay lại được đi chơi mọi người ạ. Cái hồ Khe Tân này thì nó có những cái đảo nhỏ rất là đẹp này, mọi người thấy không? Có những cái đảo nhỏ nằm ở giữa hồ luôn này, đó, rất là đẹp luôn, giống như hồ Tà Đùng ở Đắk Long ấy. Khá là rộng mênh mông luôn. Con thuyền này thì khá to, có thể chở khách du lịch hoặc là chở gỗ được này. Đấy, những cồn, những bãi cồn đấy, cồn đất đấy. Chúng ta làm có thể ra đây sinh tồn đẹp luôn này. Ui, chạy ở đây mát lắm mọi người ạ. Hiện tại bây giờ là 3 giờ 20 phút chiều. Chạy khá là mát luôn. Đó, núi bao quanh luôn mọi người. Đó, núi, những cái dải xanh đó là họ trồng keo các bạn nhá. Kể cả những con đồi thế này là họ trồng keo hết này. Đó, họ trồng keo hết đấy. Ấy, lên cồn đấy chơi một xí, đúng không? Cồn đó cũng như cồn này chú ạ. Cồn đó cũng như cồn này luôn. Giống hệt nhau luôn á.
đứng dừa cồn luôn này. Cái này mà làm những video sinh tồn. Wow. Quá tuyệt luôn mọi người, nên anh chơi một xí nhỉ. Thấy thế nào chú Sơn ơi? Được không? Sinh tồn, làm những cái video sinh tồn ở đây thì tuyệt vời nhỉ. Đấy, lều lét bọt đây thì quá tuyệt vời luôn, sinh tồn 24 giờ. Đúng không anh? Ờ, à, nhưng mà bảo là chưa có mồi. Là mồi chưa mang tới. Có rượu được không? Rượu à? Có trứng to nhờ. Chứng tỏ là con cút hay con chim? Không. Nam và cút chim. Con này con chim đấy, to nhờ. Cút nhỏ. Không có đi lấy cho nó đừng có lấy. Cháu xem nào, cháu xem nào. Ờ. Quả trứng chim to ghê luôn đấy. Thôi để lại cho họ cho con chim. Chim này là chim khủng long đấy, chim quý. Để lại cho nó, để lại cho nó. Bảo vệ, bảo vệ. Ô cái này gai nhờ. À chim đậu ở đây rất là nhiều, nó ỉa kìa không? Cây trà là quá trà là ăn được mà. Ăn được. Trà là đó. Anh đây đứng dọn toàn, đứng dọn xin toàn. Đây. Đứng dọn gần cây trà là chứ. Theo đây có ổ chim đấy, chim đậu ở đây rất là nhiều, tại vì nó ỉa kìa. Đấy. Hay thật luôn này. Hay chú Sơn nhỉ? Bạn Quý Hiếu sau khi chơi đây bay phò lấy cam thì lại bắt đầu rút lui đi chơi mọi người ạ. Đẹp quá. Bay trên này giống như là cái vịnh Hạ Long vậy á. Giống như là tà đùng của Đắk Nông á, đẹp lắm. Có rất là nhiều đảo nhỏ luôn mọi người. Khá là đẹp. Trên này có chim mỡ nhiều này. Làm những cái video mà sinh tồn ở đây thì nhất đấy nhỉ. Sinh tồn á. Thử thách sinh tồn là 24/48 thì giờ chẳng hạn. Đấy các bạn ạ, con thuyền bên kia đang chờ keo thu hoạch được các đảo đảo nhỏ nhỏ về này. Đấy, người dân đi thu hoạch keo về đấy.
là nhiều suối đổ vào đây. À rồi. Mà rất là nhiều bán đảo như thế này đẹp nhỉ. Thế nhưng mà đi hết cái hồ này là phải đi 3 4 tiếng đồng hồ. Ừ. Cano này. Vô túc trong trong vùng sâu kia. À. Nó rất là rộng đúng không chú? Rộng lắm. Nhưng mà cháu thấy những cái bán đảo này đẹp quá. À cái nào đẹp. Dạ đẹp. Quá đẹp. Hay thật, cồn đất kìa. Lát đi lên Ba Đập. Lát đi chạy ghe lên Ba Đập. Lên cái Ba Đập hôm qua ấy. Đi về các bạn ơi, mình bay Pleikam rồi, bay phim cho các bạn xem. Để đi về thôi. Đấy, trên kia đàn ngỗng kìa, thấy không? Đàn ngỗng, đàn gà người ta đang chăn nuôi heo ở trên đó ấy. Lần này giống như Bờ Đập rồi, có phương tiện đi qua lại á. Đây là ruộng bậc thang. Đấy, kiểu ruộng bậc thang này ạ. Thấy không? Đang mùa lúa chín kìa. Đấy, mùa lúa chín kìa. Đẹp không? Lúa nó chín luôn này kìa, đẹp không? Ruộng bậc thang đấy. Có khác gì Hà Giang với Sapa đâu. Yeah. Có một mình đứng trong cá. Nhà nào cũng có, ở ngoài kia cũng có một cái lồng trời đó kìa. Đoàn của Hiếu đã cập bến mọi người ơi, sau khi lượn trên dòng sông Khe Tân, hồ Khe Tân hơn 1 tiếng đồng hồ. Đấy, rất là khoái luôn. Hơn 1 tiếng đồng hồ là không hết được cái
cái bờ hồ này đâu các bạn ạ. Bờ hồ này các bạn phải đi 4-5 tiếng để mới hết được. 4-5 tiếng 4-5 tiếng để mới hết được cả hồ các bạn nhá. Cái hồ này rất là rộng luôn. Đây là người ta nuôi cá bè đây các bạn này. Đấy. Cái ghe này lúc nãy chạy đấy. Đang chờ keo này. Đấy lúc nãy mà được. Cái xe bỏ xuống mình tưởng là họ rửa xe nhưng không phải các bạn ạ. Cái xe đó là để họ xuống để bốc keo lên. Xe rất là khỏe nhỉ. Hai cầu. Nó lún xuống đất như vậy mà nó còn lên được. Ha. À, cái xe nó khỏe nhờ. Không, nó phải xài tời nó lên chứ. À chắc là phải tời, xài tời chứ. Chứ đến như vậy làm sao mà lên. Xe này có một cầu mà đúng không? Xe dẫn động cầu sau mà. Không biết tời hay như thế nào chả hiểu. Cháu nghĩ không phải cái tời đấy chứ đến thế này mà lên được hả? Tời hoặc là cái xe nào nó kéo lên. Chào các cô các chú. Đó chuẩn bị lên TV nghe, lên TV đó, cười lên. Lên TV luôn. Lên TV. Cái xe này khỏe nhỉ, lát là lên được luôn à? Có dùng tay không? Em à dùng tời đúng không? Dùng tàu trước. À có dùng tời. Có tàu trước. Xe nó lên. Ờ. Có tời, có tời. Đâu? Không có tời. Tàu trước có tời lắm, 4-8 giờ chỗ nào để nó lên. Khỏe thật. Đây có điện tử đi đấy. Tuyệt vời. Xuống xe. Cái gì mà cái bộ đồ kia cơ ta? À tường tắm hả? Em cảm ơn. Đi con. Wow. Kết thúc một buổi đi chơi trên hồ Khe Tân các bạn ạ. Tuyệt vời. Rất là mát luôn. Cái hồ nó thấy là Khe Tân. Hồ nó to rộng, gì mà rộng luôn. Đi ra đó mà mát lắm. Tay phở lại cam rất là đẹp. Nhìn những cái đảo nhỏ giống như là Vịnh Hạ Long vậy á. À, Hiếu để xe trên này. Bây giờ lên xe lại đi về. Đi về chỗ nhà anh Cường thế này thì khoảng 300m thôi. Đi chơi về lại là một nồi lẩu cá lăng. Đó, nồi lẩu cá lăng om chuối. Bỏ cá bỏ xương bỏ ra cũng lắm. Cái này là lẩu cá lăng om chuối đúng không anh Cường? Rồi. À cá lăng om chuối nhưng mà bỏ lên cái bếp cồn cho nó nóng. Dạ dạ. Chú Sơn hôm nay thấy bờ phở rồi nha, tóc này, ui trời ơi, tóc bay trong gió kìa. Sau 5 ngày ăn nhậu không biết lối về, tóc có vẻ như là đã bay trong gió rồi. Tóc gió thơi bay. Tóc gió thơi bay. Nhớ ấy, rau má nhìn ngon không? Thích liệt một đống rồi. Rau má này ăn sống được mà, nấu lẩu ăn sống được vô tư. Rau má ăn sống được chết thôi. Ăn sống được chú. Ăn sống được, vấn đề là phải ngâm như thế này như kia. Rau cải này, cải cay. Đi lạnh à. Đi không được. Đấy rồi, đi lạnh nó không tốt chứ. Đó mà. Có đó rồi. Đó. Mời anh về rồi nha. Nha nha. Đồng thời công khai kết quả ủng hộ quỹ. Rồi, chào mời các chú. Rồi, vậy nha. Rồi, ta dùng đũa. Rồi, nâng cái ly cho cái mát cái con người. Khi mà bấm ra nó thôi cả cái màu, chút chút ra vô lấy rồi biết là thôi cái màu. À mời các bạn.
Ôi ôi, mát cái con người thật. Cá nấu chuối, cá lăng nấu chuối. Đây cho xem nào. Cá lăng đấy, review cho mọi người xem nha. Nuôi được hết, bây giờ nuôi được hết. Lăng mình nuôi lâu rồi mà. Cái này mình mua đang làm đó. Khá là ngon. Cay 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 ngon lắm. Cái chuối om nè. Ngon. Chuối mẻ, đây ở ngoài này gọi là chuối hầm. Nhưng mà cái này là họ không có nấu mẻ nhỉ? Ở đây không có nấu mẻ. Cái cá om chuối này mà có mẻ ăn rất là mát, ngon. Rồi, mời các bạn. Rồi, đổ vào. Một nồi lẩu mà bao nhiêu cái bịch này. Quá chất lượng. Rồi lẩu có 500k mà. Quá chất lượng. Được. Có 500 ngàn. Quá nhiều. Nó náo luôn cho mà nó cược. Ăn đi anh Cương ơi, ăn đi. Ở đâu bỏ đó ăn đi. Quá vẻ mà ngon. Cô trời, con say vì mang cái lẩu cá thắt lát ra. Còn say rồi này. Ôi hay nhỉ. Lẩu cá thắt lát. Chú cho con xin một cục thôi được không? Được. Đây, anh cần cho em một đĩa review cho mọi người xem. Nấu với lại chú chát đúng không? Chú chát cà chua hay quá. Một cục vào cái nước thôi. Đó đúng rồi, vậy thôi anh. Để cho mọi người mỗi người miếng. Thôi được rồi. Để cho mỗi người còn ăn được miếng. Em đấu trên cục không? Nhiều lắm. Vậy hai anh, như vậy thì chắc em phải ăn 10 bát mới được. Mời các bạn, mời các chú nhá. Ôi, đang nóng ăn ngon lắm. Này đúng bài luôn rồi này. Cái này là chuối chát. Đến Quảng Nam á, mình thấy hay là món gì cũng có chuối chát nhá. Rau sống đồ có chuối chát, vì chuối chát ăn rất là tốt. Đốt đường tiêu hóa của mình nhá. Cá này hả? Cá nuôi à? Cá này đâu có nuôi được. Cá hồ. Wow. Thì chú chát ngon. Ăn miếng chả cá mọi người. Ăn miếng chú chát ăn khác liền ha. Ngon. Rất là hay. Chấm ít miếng mắm này. Ngon lắm. Chú Sơn nhanh lên ăn miếng. Ăn cái này đúng là giá rượu luôn á. Giá bia luôn. Hôm nay hai món rất là ngon. Cá này mấy một ký chỉ? Mấy một lạng? Một lạng là 10.000. Tức là 120 ký. Đúng không? Rồi em gửi tiền. Được chưa? Ok. Con có ăn không? Bác cho mua một cái.